Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè năm nay được dự đoán là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất so với các năm trước. Dưới ánh mặt trời gay gắt, chỉ số tia cực tím cao sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư da. Để phòng tránh nguy cơ này, quý vị và các bạn có thể tham khảo một số bí quyết từ chuyên gia dưới đây. Thông tin được tổng hợp từ trang sức khỏe và đời sống. Bổ sung thực phẩm phòng ngừa ung thư da Cà rốt, trong cà rốt không chỉ chứa nhiều beta-carotene mà còn rất nhiều chất chống oxy hóa nên giúp tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc ung thư da hiệu quả. Sữa chua có khả năng cải thiện sự phát triển của vi khuẩn có lợi ở một số phần trên cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vi khuẩn có lợi trong cơ thể có khả năng chống lại các tác nhân gây ung thư da. Rau xanh, các loại rau xanh rất giàu chất dinh dưỡng và có thể giúp giảm nguy cơ ung thư da. Hàm lượng vitamin A và C dồi dào trong rau xanh có khả năng ngăn chặn các tế bào da bị tổn hại do ánh nắng mặt trời gây ra. Cà chua, các hợp chất lycopene và phytochemical có trong cà chua có thể giúp ngăn chặn bức xạ dạ tia cực tím từ ánh nắng mặt trời không bị hấp thụ vào da, từ đó ngăn ngừa ung thư da. Các loại hạt có thể giúp ngăn ngừa ung thư da nhờ hàm lượng vitamin A có trong chúng hoạt động như một hàng rào bảo vệ giữa các tế bào da khỏi các tia UV trong ánh nắng mặt trời. Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Cần hạn chế tiếp xúc tối đa với ánh nắng mặt trời trong khoảng thời gian trên, vì đây là thời điểm tia cực tím mạnh nhất. Khi ra ngoài trời nên sử dụng đồ dùng bảo vệ như quần áo chống nắng kính dâm nếu bắt buộc phải ra ngoài trời vào thời điểm này cần phải có quần áo chống nắng kính mát ngăn chặn 99 đến 100% các tia cực tím và có hiệu quả bảo vệ cả hai mắt cũng như vùng da xung quanh dùng kem chống nắng dùng kem chống nắng có chỉ số spf ít nhất là 15 và chỉ số pa hợp lý tùy vào màu sắc da mức độ nhạy cảm của da và thời gian hoạt động ngoài nắng mà ta có thể chọn sản phẩm chống nắng có chỉ số SPF thích hợp để phòng ngừa ung thư da tốt nhất. Nên thoa kem chống nắng khoảng 30 phút trước khi ra nắng và bôi lại ít nhất 2 giờ một lần và phải bôi lại nếu thời gian tiếp xúc ánh nắng kéo dài hoặc đi bơi tắm biển. Da mặt là nơi nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi tia cực tím dẫn đến ung thư da. Nên ưu tiên bôi kem ở vùng mặt. Lưu ý nên thoa cả những vị trí như mắt, môi và hai lỗ tai. Cũng theo các chuyên gia, ngoài những ngày nắng gắt thì kem chống nắng cũng nên sử dụng trong ngày trời âm u bởi trong những ngày này, tia bức xạ UV vẫn có thể xuyên thấu 70 đến 80%. tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế uống rượu. Theo tạp chí Gia Liễu Anh, nếu hệ thống miễn dịch suy yếu thì nguy cơ ung thư da tăng cao. Do vậy, cần tập thể dục thường xuyên, ăn uống khoa học ăn nhiều rau xanh, trái cây, ăn ít thịt đỏ, các loại thức ăn chế biến sẵn, đóng hộp để cơ thể khỏe mạnh, đẩy lùi bệnh tật. Rượu có thể làm tăng hậu quả xấu của tia cực tím đối với da. Một nghiên cứu năm 2016 từ các nhà khoa học Mỹ cho biết, uống rượu mỗi ngày cho dù số lượng ít vẫn làm tăng nguy cơ u ác tính lên 14%. Vì thế, hạn chế thức uống có cồn và lý tưởng nhất là không uống rượu là một trong những cách tốt nhất phòng ngừa ung thư nói chung và ung thư da nói riêng. kiểm tra sức khỏe thường xuyên, ung thư da có thể phòng ngừa được và dễ dàng phát hiện sớm khi có bất kỳ tổn thương nào ở da nên tới cơ sở chuyên khoa để khám. Mọi phát hiện và chẩn đoán sớm đều tốt cho bạn trong việc điều trị triệt để căn bệnh này. Phương pháp soi da đóng vai trò rất quan trọng trong việc tầm soát và chẩn đoán sớm bệnh ung thư da. Phương pháp soi da bao gồm bột kính lúp và nguồn ánh sáng phân cực. Bác sĩ sẽ đặt ống kính để sử dụng ánh sáng phân cực phù hợp với các cấu trúc mô da khác nhau để quan sát nốt ruồi hay khối u rõ ràng nhất, từ đó dễ dàng chẩn đoán và phân biệt khối u ác tính và lành tính. Một thông tin sức khỏe ngày mai, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị bí quyết làm gì để ngủ ngon trong ngày nắng nóng nếu không có điều hòa. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.